Khi muội mới vào cung, không hiểu thế sự nên mới không biết sợ. Bây giờ đã biết sợ rồi, biết được phía sau là Mông Cổ đang chống đỡ khí thế cho thần thiếp trong cung. Tuy là bây giờ đã có kiên dè, nhưng thần thiếp vẫn không sao làm được việc nói năng nịnh bợ kẻ tiểu nhân. Thân là phi tần của trẫm mà dám hỗn sự. Nếu người đã ra đây rồi, thần thiếp sẽ cả gan nói thẳng, hoàng thượng mê đắm ma chướng hàng thị đó mà ra. Vĩnh Phi, nàng cũng to gan như vậy sao? Thần thiếp không thể không nói ra những lời trong lòng. Dù gì che giấu hoàng thượng là sai, nói thẳng phạm thượng cũng là sai. Vậy thì xin hoàng thượng hãy cứ tùy ý trách phạt vậy. Hoàng thượng, người vì tình loạn trí như vậy sẽ làm tổn thương đến tấm lòng của 49 tộc Mông Cổ, sẽ khiến cho chúng tôi nghi ngờ thiên tử mà đào giờ nương tị có phải là một vị quân chủ anh minh hay không. Thần thiếp không phải hỗn láo, mà là đau lòng. Thần thiếp đau lòng cho Thuần Quý Phi và Tam A Ca, đau lòng tha cho bản thân mình và các phi tần thấp trong cung, đau lòng tha cho hoàng hậu đương đương, và cũng đau lòng cho hoàng thượng người đây. Về cung của mình ở trong đó đi. Dù vị trí của cô là phó hậu, nhưng chúng tôi vẫn căm ghét hạng phụ nữ dùng thủ đoạn dơ bẩn leo lên cao như cô. Từ đầu đã biết cô không phục, hôm nay bổn cung sẽ cho cô biết thế nào là tâm phục khẩu phục mới được. Vĩnh Phi phạm thượng bất kính, lôi ra ngoài đánh gậy. Cô dám? Bổn cung là hoàng quý phi, quản lý lục cung, tại sao không dám? Hoàng thượng lễ trọng Mông Cổ, cô dám đụng tới tôi?